Rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, trúng số, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Tuổi Tân Hợi sinh 1971, lộc trời ban xuống, gặp may hết chỗ nói, tiền bạc ùn ùn đổ về chất cao như thác lũ, giàu có ú ụ. Quý khán giả thân mến, cuộc đời của mỗi con người dường như đã được định sẵn từ trước đó, chính là tính bất biến của định mệnh. Chúng ta không thể chọn giới tính khi sinh ra, không thể chọn cha mẹ, anh chị em, không thể chọn đất nước mình sống hay quốc tịch mình mang. Tất cả những điều tưởng chừng ngẫu nhiên đó thực ra là sự sắp đặt của phận, vì không có quyền lựa chọn, nên chúng ta gọi đó là định mệnh. Tuy nhiên, số mệnh cũng là một thứ có khả năng biến đổi, chúng ta có quyền lựa chọn, có khả năng thay đổi và có thể đi theo những gì mình mong muốn. Nếu gia cảnh không giàu có, thì Tân Hợi có thể chọn chăm chỉ, cần cù và nỗ lực vươn lên, mong một ngày đổi đời giàu sang. Nếu tình cảm không nồng thắm, Tân Hợi có thể lựa chọn bao dung, thay đổi bản thân để hòa hợp bên nhau. Không có chuyện định trước sẽ nghèo khổ, cũng không có chuyện định chiếc xe cô độc, đau khổ. Tất cả đều là sự lựa chọn của bản thân trước những ngã rẽ hay biến cố của cuộc đời. Mới đây nhất, dưới sự tính toán chi tiết của các bậc thầy tử vi và nhà chiêm tinh học, họ đã tiết lộ một phát hiện chấn động rằng những người tuổi Tân Hợi sinh 1971 sẽ có cơ hội bùng nổ, đổi đời ngoạn mục trong 3 tháng cuối năm 2024. Nếu biết và tránh được những hiểm họa sau đây, hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi theo dõi và khám phá ngay bây giờ quý khán giả nhé. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống này có biết bao nhiêu người đang phải sống trong cảnh khổ cực, nghèo đói, nếm đủ mọi khổ ải trần gian, họ làm việc quên ăn quên ngủ, chỉ mong một cuộc sống tốt đẹp hơn, dù cuộc đời có dùi dập họ thế nào, không gì có thể ngăn cản ý chí và lòng quyết tâm của họ trong việc đổi vận, đổi đời để thành công. Tử vi học cho rằng, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng mang trên mình căn số phú quý, giàu sang. Để đạt được những thành quả đó, họ phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt và thậm chí cả xương máu để có thể tìm thấy hạnh phúc và bình yên. Người tuổi Tân Hợi có lẽ từng đứng trên đỉnh cao của cuộc đời, nơi mà họ nhận được sự hoan nghênh và ngưỡng mộ. Có thời điểm họ nghĩ rằng cuộc sống đã ổn định, chỉ cần duy trì và tận hưởng tuổi già bằng việc nuôi cá chơi chim, trồng hoa cỏ. Nhưng đỉnh cao ấy chỉ như đóa phù dung sớm nở tối tàn, số phận đẩy họ lên cao rồi lại dìm xuống đáy một cách tàn nhẫn. Cuộc đời của họ dài như một cuốn tiểu thuyết trường ca, nơi mà tiền tài, tình yêu, đạo lý, người thân, bạn bè xã hội hòa quyện vào nhau, tạo ra hàng trăm thử thách. Những thử thách ấy khiến người tuổi Tân Hợi nhiều phen phải cay đắng cười, để rồi cuối ngày dài nhìn lên trời cao mà thở một hơi dài đầy mỏi mệt và suy tư. Nếu người tuổi Tân Hợi đam mê cổ tích, họ sẽ biết rằng trước khi có đất trời, vạn vật đều chìm trong u ám. Khi cuộc đời trở nên tăm tối, trắc trở, đó cũng là lúc sự chuyển mình, sự thay đổi thời khắc, đổi cảnh đang đến gần. Hãy luôn nhớ Tân Hợi là ai. Tân Hợi cô độc không phải vì không có ai chia sẻ, mà vì thế giới không ai hiểu được Tân Hợi và vì không ai hiểu nên hãy tập trung cặm cụi mà làm, lầm lũi mà bước đi để thời gian trả lời tất cả và thành quả sẽ thể hiện con người Tân Hợi. Xét tổng quan vận trình tử vi 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Xem tử vi 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Tân Hợi cho biết,
Thời điểm này báo về rất nhiều tin tức tích cực với người tuổi Tân Hợi. Đây là khoảng thời gian vận khí của Tân Hợi có sự khởi sắc rõ rệt, mưu sự dễ thành, cũng dễ được quý nhân đỡ đần làm việc thêm phần nhẹ nhàng. Xem tử vi sự nghiệp của tuổi Tân Hợi vào 3 tháng cuối năm 2024 âm lịch, Tân Hợi đang nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn từ vận khí khi cục diện tam hội đứng bóng, lại thêm nguyệt lệnh tâm quan báo về độ chính của các kế hoạch, mưu cầu công danh, chức vụ, hứa hẹn những tin tức tích cực sẽ đến với bản mệnh trong 3 tháng cuối năm 2024 này. Tân Hợi có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, nên công việc có những bước tiến triển khả quan, thái độ làm việc hăng hái và nghiêm túc, giúp Tân Hợi gặt hái những thành tích đáng nể. Đa phần thời điểm này, Tân Hợi sẽ cảm thấy vô cùng bình tĩnh và sáng suốt trong công việc. Hầu hết mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Tân Hợi. Chính thái độ tích cực, lạc quan này sẽ giúp Tân Hợi giải quyết mọi khó khăn trong thời điểm 3 tháng cuối năm. Hơn nữa, Tân Hợi đặt ra lộ trình rõ ràng và cụ thể, cứ thế mà tiến hành theo kế hoạch đã định thì sớm muộn gì cũng đi tới đích trong mọi tình huống. Hãy trực tiếp là người đảm nhiệm công việc, hạn chế nhờ giả hay giao phó cho người khác để hạn chế việc mắc lỗi mà Tân Hợi không nắm được. Điều đó cũng giúp nâng cao khả năng làm việc, giúp Tân Hợi nắm bắt cơ hội tốt hơn. Dù vậy, thời điểm cuối năm, sức cạnh tranh cũng như khối lượng công việc sẽ có xu hướng gia tăng. Do đó, bản mệnh cũng nên cảnh giác chú ý đến những thay đổi xung quanh mình và sẵn sàng đối phó với những thách thức có thể nảy sinh, nhất là với những người đang có tham vọng thay đổi vị trí, chức vụ. Người tuổi Tân Hợi sẽ có những sự kèn cửa, so bì với đồng nghiệp cạnh tranh cùng vị trí, thích thể hiện nhiều hơn. Hơn nữa, trong quá trình hợp tác với người khác, người tuổi Tân Hợi rất quan tâm đến địa vị của bản thân và luôn muốn chiếm vị trí thống trị. Điều này có thể gây ra sự bất mãn từ người khác. Nếu Tân Hợi luôn ở trong trạng thái này, nó cũng sẽ khơi dậy tính cạnh tranh của người khác. Điều này sẽ dẫn đến những mâu thuẫn gay gắt hơn ở nơi làm việc. Do đó, Tân Hợi cần chú ý hơn tới cách hành xử, nếu không rất có thể gặp rắc rối trong mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác, tạo thành ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống và sự nghiệp. Thậm chí, Tân Hợi có thể vì điều này mà trở thành người bị cô lập trong tập thể. Nhìn chung, trong 3 tháng cuối năm 2024 này, Tân Hợi có những thuận lợi nhất định, nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại một số thử thách. Chỉ cần Tân Hợi giữ thái độ tích cực và niềm tin vững vàng, Tân Hợi sẽ có thể vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Ngoài ra, khả năng giao tiếp và hợp tác tốt với đồng nghiệp, lãnh đạo cũng là chìa khóa thành công trong sự nghiệp của Tân Hợi. Tử vi 3 tháng cuối năm 2024 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, phương diện tài lộc của người tuổi Tân Hợi có sự thăng trầm trong 3 tháng cuối năm này. Mặc dù sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi sẽ rất suôn sẻ và Tân Hợi có thể nhận được một số lợi ích từ nó nhờ sự chăm chỉ của mình, nhưng vì nhiều lý do khách quan, bản mệnh vẫn phải gồng gánh một gánh nặng tài chính nhất định, áp lực cuộc sống vật chất vẫn rất cao. Ban đầu, tài vận 3 tháng cuối năm có nhiều khởi sắc, chính tài và thứ tài đều có dấu hiệu tăng, sự nghiệp phát triển không chỉ đảm bảo thu nhập ổn định, mà còn hứa hẹn những khoản kiếm thêm hoặc thưởng hậu hĩnh. Người làm kinh doanh vẫn đang điều tiết tốt việc buôn bán. Tam hội hứa hẹn một khoảng thời gian khách hàng gia tăng, lợi nhuận đổ về, các mối hợp tác cũng mới sẽ diễn ra suôn sẻ, giúp Tân Hợi có thể yên tâm. Tuy nhiên, Tân Hợi cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để tránh bị thâm hụt tài chính và tiêu tốn vào các khoản không đâu. Nhất là khi điềm báo tử vi cho thấy, bản mệnh có xu hướng sử dụng khoản tiền không nhỏ để mở rộng công việc, tìm kiếm mối làm ăn, duy trì các mối quan hệ, đặc biệt là chi trả cho các nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Trong trường hợp thu nhập chỉ dựa vào một nguồn duy nhất, chi tiêu của người tuổi Tân Hợi không ngừng tăng lên, khó tránh khỏi tình trạng thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của Tân Hợi, thậm chí có thể vì điều này mà lâm vào cảnh nợ nần. Do đó, bản mệnh nên chú ý hơn tới các chi phí sinh hoạt của mình, tăng thu giảm chi để giảm thiểu áp lực kinh tế. Tốt nhất là không nên tiêu tiền bừa bãi, vì thể diện hay tăng sự cạnh tranh của bản thân, nếu không chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều áp lực cho đời sống tài chính của Tân Hợi. Đồng thời, Tân Hợi cũng có thể nắm bắt một số cơ hội và tìm thêm nguồn thu nhập. Ví dụ, Tân Hợi có thể cân nhắc đầu tư vào một số dự án có triển vọng hoặc tìm kiếm một số công việc dụ để tăng thu nhập. Nhưng hãy nhớ đừng lao đầu vào đầu tư một cách mù quáng. Hãy quyết định có nên đầu tư hay không dựa trên tình hình thực tế và khả năng chịu rủi ro của Tân Hợi. Xét về phương diện sức khỏe, thời gian này,
Sức khỏe của người tuổi Tân Hợi được đảm bảo, không có nghi ngại nào cần phải lo lắng. Dù vậy, Tân Hợi vẫn cần chú ý đến chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt mới có thể duy trì thể trạng tốt. Đặc biệt về chế độ ăn uống, Tân Hợi nên chú ý cân bằng dinh dưỡng và tránh ăn quá nhiều. Ngoài ra, Tân Hợi cũng có thể cân nhắc việc tập thể dục hoặc tham gia một số hoạt động lành mạnh để tăng cường thể chất trong cuộc sống thường ngày. Đừng quên duy trì thái độ tích cực và chủ động ứng phó với những áp lực, thử thách trong cuộc sống cũng sẽ giúp duy trì sức khỏe, thể chất và tinh thần của Tân Hợi. Xét về phương diện tình cảm, sao Bách Diệt chủ đào hoa xuất hiện, vận trình tình cảm 3 tháng cuối năm này của Tân Hợi dần đi vào giai đoạn ổn định hơn trước. Đôi bên đã hóa giải được những hoài nghi, hiểu lầm. Việc thường xuyên chia sẻ và lắng nghe nhau là chìa khóa để duy trì mối quan hệ. Gia đạo an yên, vợ chồng con cái hài hòa, không phát sinh mâu thuẫn nào quá gay gắt. Tuy nhiên, gia đình khó tránh những lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Khi xảy ra bất cứ vấn đề gì, vợ chồng đóng cửa bảo nhau, không nên to tiếng trước mặt con trẻ và người lớn trong nhà, kiểu ảnh hưởng tới tinh thần cả gia đình. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong 3 tháng cuối năm 2024. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này phải đương đầu với thái tuế, dự báo một tháng không hung thì họa, mưu sự chật vật với tuổi Tân Hợi. Bỏ ra nhiều công sức nhưng chưa chắc đã thu về thành quả mong muốn. Từ hình án ngữ, vận trình sự nghiệp của bản mệnh có nhiều trì trệ, nguyên nhân chủ yếu do chính tinh thần uể oải của bạn gây ra. Tháng này, mặt cảm xúc của bạn có nhiều thay đổi, làm gì cũng không thấy hăng hái, thường xuyên mệt mỏi, lười biếng, càng không có sự cố gắng, việc cũ việc mới thường xuyên bị tồn đọng. Con giáp này luôn kiếm cớ trì hoãn tới lúc nào hay lúc ấy, nhưng điều đó chỉ càng khiến mọi việc thêm bế tắc. Đó là nguyên nhân chủ yếu khiến bạn dậm chân tại chỗ, khó có cơ hội phát triển. Ngoài ra, tuổi Tân Hợi còn có thể gặp khó khăn trong những công việc đòi hỏi làm nhóm hay làm chung với người khác, chủ yếu do bạn có xu hướng tách biệt với mọi người. Không muốn hợp tác mà chỉ muốn một mình làm cho xong việc, bản mệnh luôn né tránh việc giao lưu, thái độ làm việc thì bảo thủ, cứng đầu, chỉ thích làm mọi việc theo ý mình. Điều này cũng sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều cho người xung quanh, thậm chí làm xấu đi các mối quan hệ của bạn. Trạng thái làm việc sa sút khiến nhiều người có cảm giác chán nản, nảy sinh suy nghĩ muốn nhảy việc. Tuy nhiên, đây cũng đã là tháng cận kề cuối năm. Ý định thay đổi công việc là không phù hợp, bạn nên suy xét kỹ càng, chớ bồng bột đưa ra quyết định nóng vội kẻo tiến thoái lưỡng nan, đi không được mà ở cũng chẳng xong. Lưu ý, tháng này có nguyệt lệnh lâm đế dượng, ngũ ý vận khí sẽ dần tăng, có thể sẽ có những khó khăn ban đầu. Nhưng chỉ cần con giáp này ý thức được trách nhiệm của mình, chủ động thái độ thay đổi, hành sự không nóng vội, thì chuyện đâu sẽ có đó. Kiên trì nhẫn nại sẽ dẫn tới thành công, cơ hội không tự nhiên mà đến vậy nên bạn phải chủ động tạo ra nó. Ngoài ra, sự cộng tác với đồng nghiệp và lãnh đạo là rất quan trọng. Việc duy trì giao tiếp và hợp tác tốt với họ có thể giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ công việc tốt hơn và cũng có lợi cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai của bạn. Nhìn chung, tháng này tuổi Tân Hợi cần phải chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng cho mình, chớ vì một rắc rối bất chợt xảy ra mà thành ra bi quan, chán nản, thậm chí là bỏ cuộc. Muốn mọi thứ có chuyển biến tích cực, trước hết bạn nên bắt đầu thay đổi từ chính bản thân mình, xốc lại tinh thần làm việc thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan. Xét về phương diện tài lộc, tháng 10 âm lịch này, tình hình tài chính của tuổi Tân Hợi không có dấu hiệu phát triển tích cực, thậm chí còn có thể thụt lùi. Bản mệnh chịu ảnh hưởng của thái tuế, đương đầu với nhiều lực cản, đủ chuyện xui xẻo có thể ập tới bất ngờ, việc kiếm tiền trở nên chật vật hơn, dù có nỗ lực nhưng kết quả rất chậm hoặc gần như chưa thấy tác dụng gì. Ở thời điểm này, với người làm công ăn lương, công việc chính mang tới nguồn thu nhập ổn định nhưng lại gặp nhiều khó khăn, có thể ảnh hưởng tới nguồn lương cố định của bạn. Tháng này, bạn phải dành nhiều thời gian để khắc phục khó khăn hơn là tập trung phát triển đi lên khẳng định giá trị bản thân, nên lương thưởng cũng kém đi ít nhiều. Với người làm kinh doanh, việc buôn bán kinh doanh túc tắc vẫn có lợi nhuận, nhưng còn kém xa với lợi nhuận mong muốn của bạn. Đầu tháng sẽ cần tới sự kiên trì và bản lĩnh vững vàng của con giáp này, bởi đây là thời điểm vận khí dễ sa sút mạnh, khó khăn ập tới,
Nhưng chỉ cần bạn không nản lòng bỏ cuộc, thì từ giữa tháng trở đi, nguyệt lệnh đế dượng mang tới vận khí cát lành, quá hung thành cát, mang tới không ít vận may tài chính cho tuổi Tân Hợi. Đã vậy, các khoản chi tiêu trong tháng tăng lên đột biến, đủ các khoản tiền phát sinh cho công việc, cho gia đình, cho cá nhân, chi phí sinh hoạt đi lại, khiến bạn dù không muốn cũng sẽ phải bỏ tiền túi ra lo liệu. Lúc này nếu không có khoản tích lũy từ trước đó, e rằng cuộc sống thêm phần eo hẹp, cần liệu cơm gấp mắm, chi tiêu đúng việc, đúng thời điểm, tránh lãng phí. Bạn có thể nhân cơ hội này để tính toán, đánh giá lại chiến lược và phương thức kinh doanh, cải thiện hình thức quảng bá sản phẩm nhằm thu hút thêm khách hàng. Chuẩn bị đầy đủ tới cuối tháng bung sức đẩy mạnh kinh doanh, nhằm đúng thời điểm cuối năm sẽ đánh trúng tâm lý khách hàng, lợi nhuận hứa hẹn sẽ rất khả quan. Tháng này khuyên bản mệnh nên tập trung ổn định chính tài hơn là ôm đồm thêm các khoản khác, vừa tốn công sức, vừa có thể không đủ tiềm lực để theo đuổi, cuối cùng tiền mất tật mang. Nhất là những ai có tâm lý chờ vào vận may rủi, ham thích cờ bạc, cá độ đỏ đen, cần nhanh chóng cảnh tỉnh bản thân kẻo tham thì thâm, thậm chí vướng dòng lao lý, tù tội. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng này, các mối quan hệ tình cảm của tuổi Tân Hợi có thể có một số biến động, thay đổi tâm trí của bạn. Bạn dành phần lớn cho công việc nên có xu hướng bỏ bê, không chăm sóc đời sống tình cảm. Nguyệt lệnh lâm đế dượng khiến bản mệnh thường mãi mê theo đuổi công danh lại, do công việc có nhiều điều không như ý, khiến cho con giáp này luôn phải ngược xuôi, tìm cách tháo gỡ và giải quyết khó khăn, nên không có thời gian dành cho chuyện tình cảm. Điều này với người độc thân thì không mấy ảnh hưởng, bởi dù sao trong tháng tự hình, bản mệnh không để ý nhiều đến cảm xúc của mình. Bạn rơi vào trạng thái thụ động về mặt cảm xúc, chưa sẵn sàng đón nhận những mối quan hệ mới, nên cũng không muốn gặp gỡ hay tìm hiểu ai ở thời điểm này. Tuy nhiên, nếu là người đã có gia đình, việc bạn dành thời gian lớn cho công việc có thể tạo nên khoảng cách giữa cả hai bản mệnh, nên tìm cách cân bằng công việc và đời sống cá nhân của mình để không khiến hạnh phúc bị sứt mẻ. Thời gian này, mối quan hệ của vợ chồng bạn có thể phải đối mặt với một số thử thách, đòi hỏi cả hai phải cùng nhau vượt qua, đồng thời, đó cũng là cơ hội để đôi bên cùng nhau phát triển và hoàn thiện. Xét về phương diện sức khỏe, may mắn là tình hình sức khỏe của tuổi Tân Hợi tháng này vẫn ở vào mức ổn định. Chỉ cần bạn chú ý điều chỉnh nhịp sống và công việc của mình thì gần như không có vấn đề nào phải lo lắng. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, song bạn vẫn không quá mất nhục chí. Những suy nghĩ tích cực sẽ góp phần giúp con giáp này cảm thấy phấn chấn, khỏe mạnh hơn. Việc chú ý đến an toàn là rất cần thiết. Tháng này, tuổi Tân Hợi nên cẩn thận chú ý nhiều hơn đến từng chi tiết trong cuộc sống, sẽ có nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là đừng quên học cách chăm sóc bản thân. Ngoài ra, bạn cũng nên xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, duy trì tập luyện và nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức. Kiểm tra sức khỏe thường xuyên và duy trì thói quen sinh hoạt tốt có thể giúp bạn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, sự nghiệp của tuổi Tân Hợi có nhiều điểm sáng đáng kể trong tháng 11 âm lịch này, do rất nhiều yếu tố thuận lợi xuất hiện. Có thể thấy rằng, mọi kế hoạch bạn đặt ra ở thời điểm hiện tại đều sẽ tiến triển đều đặn, thậm chí còn trôi chảy bất ngờ. Tam hội đem tới quý nhân, giúp con giáp này tìm ra định hướng phát triển. Dù có đang mơ hồ về tương lai của mình đi nữa, bạn cũng dần dần hiểu được thêm về các thế mạnh của mình, từ đó dần xác định được đâu là con đường chính xác. Với tính cách hài hòa, cởi mở, bản mệnh cũng nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Tháng này, bạn không cần lo lắng phải đối diện với khó khăn, bởi xung quanh bạn không thiếu người sẵn sàng giúp đỡ. Hãy tự tin nhận các nhiệm vụ khó khăn và mang tính thách thức, bởi lâm quan sẽ giúp tuổi Tân Hợi thêm minh mẫn, sáng suốt, nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết công việc. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn hoàn toàn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên, nhận được lời tuyên dương, thậm chí là quyết định thăng chức. Xét về phương diện tài lộc, tháng này, tuổi Tân Hợi cũng sẽ liên tiếp nhận những tin mừng liên quan đến tài lộc. Bạn có nhiều cơ hội thu tiền về đầy túi, vấn đề chi tiêu cũng không còn phải cân nhắc quá kỹ càng như trước. Tam hội đem về nhiều công việc làm ăn triển vọng cho con giáp này. Việc của bạn là lựa chọn công việc nào phù hợp nhất với mình, không nên ôm đồm quá mức khiến cho cơ thể mệt mỏi mà chưa chắc đã đạt hiệu quả cao.
Nếu đã nung nấu kế hoạch làm ăn nào đó trong suốt một khoảng thời gian dài, thì con giáp này nên tranh thủ bắt tay vào làm ngay. Quá trình thực hiện bạn sẽ còn gặp được thêm nhiều yếu tố thuận lợi hơn nữa, cuối cùng sẽ chạm tay tới cái đích mình đặt ra. Việc đầu tư cũng có thể cân nhắc thực hiện ngay trong tháng này, nếu còn chưa có nhiều kinh nghiệm. Bản mệnh có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước, chỉ cần cẩn thận trong mọi quyết định, bạn hoàn toàn có cơ hội thu về lợi nhuận bước đầu. Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng sẽ được nhận nhiều khoản thưởng nóng. Chẳng có cấp trên nào lại keo kiệt với một nhân viên triển vọng như bạn. Hãy coi đây là phần thưởng để bản mệnh tiếp tục cống hiến trong tương lai. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng 11 âm lịch này, tuổi Tân Hợi cũng được tận hưởng hạnh phúc do tình cảm đem lại. Bạn ôn hòa, cởi mở, nhiệt tình, nên đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Bầu không khí trong gia đình hòa thuận cũng giúp cho con giáp này có thêm nhiệt huyết và niềm vui trong cuộc sống. Với người độc thân, bạn tự tin thể hiện cá tính của mình, nên đi đến đâu cũng trở nên nổi bật. Bản mệnh thu hút mọi người xung quanh bởi lối hành xử duyên dáng, cũng như tính cách hài hước nhưng không kém phần tinh tế của mình. Nếu phải lòng ai đó, bạn hãy tìm cách kéo gần mối quan hệ với đối phương. Chỉ cần bạn chân thành thì không lo đối phương không rung động. Ngược lại, nếu được ai đó bày tỏ sự quan tâm, bạn cũng nên thử cân nhắc và dành cho đối phương cơ hội. Với người đã có gia đình, bạn biết trân trọng hạnh phúc mình đang có, nên luôn ân cần chăm sóc nửa kia, đối phương ắt hẳn cũng sẽ cảm nhận được và cho bạn một tình cảm tương tự. Tuy nhiên, vì quá nổi bật nên tháng này bạn không tránh khỏi những đối tượng đeo bám. Hãy luôn giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, tránh mập mờ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này, về cơ bản tuổi Tân Hợi duy trì được một sức khỏe tốt. Bạn luôn giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan và điều đó đem lại tác động tích cực cho cơ thể. Dù công việc có vất vả đi nữa, bạn cũng tràn đầy quyết tâm vì có mục tiêu phấn đấu. Hãy duy trì lối sinh hoạt khoa học, điều độ, chớ nên ôm đồm nhiều việc hoặc tham gia quá nhiều các buổi vui chơi. Tụ tập, bản mệnh hãy dành thời gian ở bên người thân, thể dục thể thao nhiều hơn và hạn chế ăn các đồ ăn sẵn, đồ uống kích thích gây hại cho sức khỏe. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, nhìn chung, phương diện sự nghiệp của tuổi Tân Hợi sẽ đạt được những bước tiến nhất định trong tháng này. Chỉ cần bạn chịu cố gắng bỏ công bỏ sức thì bạn ắt sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Nhờ có tam hội chỉ đường dẫn lối, con giáp này cư xử một cách khéo léo, không gây thù chuốc oán với ai bao giờ, nên các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bản mệnh biết cách hòa hợp và hợp tác với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, nên công to việc lớn nào cũng hoàn thành đúng hạn. Thêm vào đó, quý nhân xuất hiện vào thời điểm này còn giới thiệu thêm cho bạn những cơ hội mới hoặc chỉ ra cho bạn những hướng đi mới khi bản mệnh còn chưa nhận ra. Hãy tin tưởng vào bản thân và thử sức mình, tin rằng bạn sẽ gặt hái được những thành công lớn lao hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên, do có nguyệt lệnh lâm tuyệt chiếu mệnh, nên đôi khi bạn rơi vào trạng thái suy nghĩ quá nhiều lại ngại tâm sự với người khác. Đừng phức tạp quá mọi chuyện, hãy nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực hơn. Nếu không thể tự mình giải quyết thì đừng ngại nhờ vả người khác. Xét về phương diện tài lộc, tháng 12 âm lịch này, tuổi Tân Hợi có cơ hội được đón tin vui trên phương diện tài lộc ngay trước thềm năm mới. Nhờ vậy mà bạn có thể chi tiêu khá thoải mái mà không lo cháy túi. Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh xây dựng được mối quan hệ bạn hàng, đối tác rộng rãi, nên việc làm ăn tiến triển suôn sẻ, bạn kiếm tiền về đầy túi, thậm chí khoản tiền đó còn nhiều hơn dự tính của bạn. Để có thể kiếm được khoản tiền đó, con giáp này sẽ phải di chuyển đi đây đi đó khá nhiều. Song dịch mã khuyên bạn chớ nên ngại vất vả. Bạn càng cố gắng chăm chỉ bao nhiêu thì càng đạt kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Thậm chí trong quá trình di chuyển, bạn còn vô tình quen được với quý nhân hoặc đối tác ăn ý. Với người làm công ăn lương, những thành tích tốt trong công việc đảm bảo cho bạn có một khoản lương thưởng dư dả. Nếu thấy mình đã cố gắng nhiều và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong cả một năm vừa qua, tuổi Tân Hợi cũng đừng ngại đề xuất tăng lương cho mình tháng này. Với người có ý định bước chân vào một lĩnh vực mới, bạn không cần phải quá vội vã bắt tay vào làm ngay lúc này. Hãy dành thời gian tính toán kỹ lưỡng hơn về các yếu tố tác động, làm gì cũng cần có kế hoạch rõ ràng để chủ động hơn trong mọi tình huống. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo,
Tháng này, phương diện tình cảm của tuổi Tân Hợi thiên về yên bình, đó là điều mà nhiều người dù có mong muốn cũng không được, vì vậy mà bạn cần biết cách trân trọng những gì mình đang có. Người độc thân vẫn khá hài lòng với tình trạng hiện giờ của mình, nên không quá sốt sắng cho trong việc tìm kiếm nửa kia. Tuy nhiên, bạn vẫn nên thử tham gia vào những buổi tụ tập bạn bè hoặc thử trò chuyện với một người nào đó. Có thể người mà bản mệnh đã chờ đợi suốt bấy lâu sẽ xuất hiện một cách vô cùng bất ngờ. Nếu đang có thiện cảm với một người nào đó, con giáp này đừng ngại trò chuyện thường xuyên để tìm cách kéo gần khoảng cách với đối phương. Hãy nói chuyện về những chủ đề mà người ấy quan tâm, bạn sẽ dần hiểu hơn về đối phương, đồng thời cũng chiếm được thiện cảm của người ấy. Với các cặp vợ chồng, hai người sống hòa hợp vì đã biết đặt mình vào vị trí của nửa kia, bạn cũng ý thức được những điểm chưa tốt của mình để sửa đổi, đồng thời bao dung hơn cho những điểm chưa tốt của đối phương. Tất nhiên, việc đôi bên mâu thuẫn vẫn khó tránh khỏi. Song trải qua những lần tranh cãi, hai người thấy thấu hiểu nhau hơn. Bạn cũng luôn kiềm chế cơn nóng giận để không lỡ nói ra lời tổn thương người ấy. Xét về phương diện sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Tân Hợi khá lạc quan trong tháng 12 âm lịch này. Chủ yếu là nhờ mọi việc tiến triển thuận lợi nên bạn không cần phải lo lắng quá nhiều. Thời điểm công việc bận rộn, con giáp này có thể phải di chuyển nhiều, giao tiếp nhiều. Nhưng dù sao cũng hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, không nên bắt cơ thể làm việc khi đã quá mệt mỏi để tránh những sự cố không đáng có. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của cô bác tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 và bây giờ sẽ là một được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Theo sao chiếu mệnh, sao Mộc Đức. Mộc Đức được coi là phước tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành, có gặp hung dễ quá cát. Tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Theo niên hạn, hạn Quỳnh Tuyền. Gặp hạn này dễ bị bệnh nặng, hao tài, dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Xem tử vi 2024 tuổi Tân Hợi nam mạng theo vận niên. Xem tử vi tuổi Hợi 2024, sang năm con rồng, tuổi Tân Hợi nam mạng gặp vận niên hầu thực quả, tức khỉ ăn trái cây. Hình ảnh này mang ý nghĩa, khỉ được nhiều trái cây ăn no đủ, năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều. Buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa, đầu tư thì thắng lớn, vận đỏ lắm, tiền bạc tiêu pha không phải nghĩ. Về phương diện tình cảm, dù gia đạo hài hòa nhưng cũng khó tránh lúc xung đột, nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy, đừng giả dối mình để khỏi giả dối với người, vì người ta tin tưởng ở mình lắm. Hóa giải vận hạn. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành mộc, nên dùng màu xanh lá thuộc hành mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt, cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Cách giải hạn Quỳnh Tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay dạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay dạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Đối với nữ mạng tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Theo sao chiếu mệnh, sao Thủy Diệu. Thủy Diệu chiếu mang tin vui về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Tuy nhiên sao này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng.
Người có sao thủy diệu chiếu mệnh cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất trắc. Đối với nữ giới mà ốm đau bệnh tật thì nguy hiểm nhất vào tháng 11 âm lịch. Theo niên hạn, hạn toán tận. Gặp hạn toán tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Xem tử vi 2024 tuổi Tân Hợi nữ mạng theo vận niên. Xem tử vi tuổi Hợi 2024, trong năm Giáp Thìn, tuổi Tân Hợi nữ mạng gặp vận niên hầu thực quả, tức khỉ ăn trái cây. Hình ảnh này mang ý nghĩa, khỉ được nhiều trái cây ăn no đủ, năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều. Buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa, đầu tư thì thắng lớn, vận đỏ lắm, tiền bạc tiêu pha không phải nghĩ. Về phương diện tình cảm, dù gia đạo hài hòa nhưng cũng khó tránh lúc xung đột. Nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy, đừng giả dối mình để khỏi giả dối với người, vì người ta tin tưởng ở mình lắm. Quá giải vận hạn. Quá giải sao thủy diệu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, thủy diệu là sao tốt, nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để dưỡng các khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo. Cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao thủy diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai. Ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.